Ờ, vui quá ha, vui vẻ hạnh phúc quá ha. Cười, nhớ nhớ đó, bà đó. Cười giả đó bà. Ta là nó có héo hả? Khô nó vì nó biết hả? Không, ông đăng nhân biết. Mà thằng Khô nó dựng. Trời ơi, nó giỏi vậy đó hả? Rồi thằng Minh đâu? Minh Nhí đâu? Minh Nhí bên Phú Nhuận, nó tập bên Vấn. Ồ vậy hả? Bây giờ nó bên đó hả? Nó đâu có tập ở bên này đâu. Ủa sao hồi lúc mới qua nó ở đây, nó về đây? Thì nó về đây nhưng mà năm rồi năm nay nó không có tham gia vợ nào á. Ồ vậy hả? Ừ. Nó bên Vấn hả? Ừ. Năm nay chỉ còn mình Châu bên này ông Lộc bên kia. Châu chạy bên đây hả? Ừ. Chạy qua chạy lại. Tưởng là Minh, tại vì lúc mình nó mới về xong nó gọi phone nó giờ em về đi cá. Không có. Mà về đây thì các anh chị thấy như cái thế hệ sau của mình ở đây như thế nào? Cái điều kiện thuận lợi có nhiều hơn cái thời anh chị diễn còn ở Việt Nam? Quá nhiều. Chị thấy bây giờ lớp trẻ văn nghệ, báo chí hay là làm về kỹ thuật, tất cả một cái bây giờ tại vì khoa học kỹ thuật nó quá cao nên lớp trẻ của tụi khoa hay là của các em thì diễn viên trẻ bây giờ nó có nhiều điều kiện hơn so với tụi chị. Tụi chị ngày xưa để được khán giả nhớ tới một tên nó khó lắm tại vì video rất ít. Chỉ có đi diễn show ở ngoài hoặc là đi hết gặp những tỉnh nhỏ Việt Nam để mình build up mình xây dựng cái tên tuổi của mình thôi. Đó, chứ còn đây các em có được TV băng đĩa này cái nọ thì thấy rất thuận lợi cho lớp trẻ bây giờ. Và các em nó cũng rất giỏi, chị thấy vậy. Chẳng hạn như khoa bây giờ khoa quá trẻ mà tụi em một cái ekip quá trẻ để làm việc thì chị rất là mừng cái điều đó. Còn riêng danh á sau 18 năm á thì anh nhìn lại hoàn toàn khác hẳn, nó không còn cái gì giống như ngày xưa hết á. Nhưng mà có một cái nó vẫn còn tới ngày hôm nay là cái tình cảm. Là lâu lắm rồi, thường anh Minh chị Đào ở bọn đi show thì hầu như là cuộc sống mình ai nấy lo. Tới giờ đi ra phi trường kéo vali đi ra thì có một cái bất ngờ giờ cho anh cảm thấy xúc động nhất là ngày hôm qua bọn mình với ông Đào đi show ở Đà Lạt. Thì cho tới ngày về thì đoàn còn ở lại thì Quang Minh với ông Đào mới đi ra ngoài phi trường. Thì Minh với ông Đào cũng không ngờ là nguyên một đoàn đưa Quang Minh Đào về. Cả một đoàn đưa anh chị đoàn ra ngoài sân bay. Đông đó có những cái mà hầu như 18 năm nay anh không thấy. Anh không thấy tự nhiên về đây cái đó. Em hiểu ý nói không? Thì anh cảm động, không cảm động. Anh cảm động của người, anh xúc cảm, có chuyện gì anh khóc trước bà này. Khóc, vì chị có... Anh hay để ý những cái nhỏ lắm, mà những cái nhỏ nó làm cho cái tinh thần của mình. Không, nhưng mà vấn đề ở đây là khi Quang Minh nói là bên Mỹ đó, tức là khi mà diễn xong rồi đó thì mặt ai nấy về, không có nghĩa là họ không có tình cảm với nhau, nhưng mà họ sợ làm phiền nhau. Đó, họ biết vậy đó. Họ ngại. Chẳng hạn như giờ chị nói thôi chị đi về, Quang Minh đi ra đón chị, nó thôi đừng có đón tại vì thì giờ để dành làm việc khác. Làm việc khác đó, ngại. Đó là vậy đó. Thì cho nên khi mà cả đoàn ra đó thì mình ngại lắm, mình ngại vô cùng, mình nói thôi đi về để làm việc khác đi chứ không thôi mất thì giờ lắm. Thì họ nói không, tất cả những nghệ sĩ ai mà đi về tụi này cũng tiễn vậy hết. Thì cái điều đó là cái điều mà Quang Minh Hồng Đào dạ suy nghĩ. Dạ. Đây mình sống tình cảm hơn, sống nó nóng hơn, nó nóng như cái khí hậu của Việt Nam mình này. Và cũng như là ở bên đó khi mà biểu diễn như vậy thì như anh nói là tất cả mọi cái thì hầu như là nghệ sĩ phải tự lo hết. Từ những cái về những cái công cụ biểu diễn, những cái đạo cụ để mà bổ sung cho những cái vở diễn thì phải như thế nào ạ? Nó có đầy đủ hay không? Thì dĩ nhiên là thường á, ở đâu cũng vậy đó, thường mình làm cái gì mình cần thiết những cái gì thì mình nói cho trung tâm biết rồi họ lo. Nhưng mà ở bển đó thì mình phụ được cái gì mình phụ. Giống như thí dụ nhiều khi có mấy em ở bển họ lớn lên họ không hình dung được cái con diều như thế nào. Thì anh lớn lên ở Việt Nam cũng hơn nửa đời người rồi, yeah. Không biết con diều như thế nào. Thì cái gì mấy em ở bển không biết thì ok, anh phụ với mấy em đó anh làm. Nhưng mà cái những cái ekip làm việc ở trên sân khấu hoặc đằng sau hội trường ở bên đó thì nó rất là chuyên nghiệp. Tụi chị tức là giúp đỡ những em cái những gì mà nó không biết thôi. Còn khi mà đã vào chương trình rồi đó thì tụi nó rất chuyên nghiệp và mình không phải lo gì, mình chỉ lo vai diễn của mình thôi. Mà ở bên sân khấu của chúng ta thì có một điều mà như là nghệ sĩ đến diễn, rồi kịch bản một người lo, đạo diễn một người lo, rồi có trợ lý, có tất cả. Còn ở bên đó thường khi mà anh chị diễn những cái vở diễn của mình thì đa số bản, tụi chị làm tất cả mọi vai thế nào? Gọi là tự biên tự diễn. Làm tất cả mọi vai, viết kịch bản luôn, đạo diễn luôn, diễn viên luôn. Rồi... Vậy thường là chị hay là anh sẽ nắm cái trọng trách đó thì thường cả... chị đào dân chưa hơn anh Hai người bàn với nhau xong chị là người bắt đầu viết,
Rồi ông trong cái lúc mà chị viết thì ông Minh coi con, tắm rửa con cái, dọn dẹp nhà cửa, rồi chị viết kịch bản. Rồi hai người sẽ tập kịch lúc nào? Tập ở nhà là khi con cái ngủ. Khi con cái ngủ hết rồi bắt đầu rảnh rỗi bắt đầu tập. Nói chung bên đó là nói chung là Quang Minh với Hồng Đào có một cái thuận lợi hơn mấy anh em nghệ sĩ khác là Quang Minh với Hồng Đào. Nói chung là lúc nào anh cũng bị đoàn tụ. Bị rồi. Cho nên cái thuận lợi là nhiều khi anh đang ngủ, cái anh ngủ không được, anh mới nghĩ đâu có điều gì đó, anh cực kỳ đọc em nhớ là giùm anh nha, là cái trong cái này mình phải làm sao mà vậy đó, anh tập làm bất cứ lúc nào có làm phiền giấc ngủ của nhau hả? Như vậy chắc là làm phiền giấc ngủ của nhau anh chị hả? Nhưng mà nếu tại vì tụi chị đã sống hết cả đời cho cái nghề này rồi, cho nên khi mình nghĩ được cái gì hay đó, mình dù có bật dậy thì cũng rất là vui vẻ, và chị bật dậy để mà nói chuyện kịch bản mà thôi. Thôi không anh, cam kết được điều này không anh? Cam kết được như điều không gì làm gì đó làm việc mà cái những cái ngày còn lại như vậy, những cái ngày đầu tuần thì thường anh chị làm công việc gì? Có phải kinh doanh thêm hay là ở không suốt đi chờ cuối tuần đi diễn thôi? Tụi chị may mắn được một cái con Minh Hồng Đào là được may mắn cái là sống bằng nghề được. Nhưng mà ở giữa tuần nó cũng có nhiều cái bận, chẳng hạn như phải đi thu video, phải đi thu CD, phải đi đọc truyện và phải lo gia đình con cái nữa, tại vì bên Mỹ là nhà nào lo nhà đó chứ không có thêm gia đình hai đứa con đó. Cho nên là cũng đầu tắt mặt tối vậy đó. Chuyện mà 6 giờ rưỡi sáng dậy là coi như là không ngừng cho đến 11 giờ đêm, con cái đi ngủ xong rồi mình bắt đầu làm việc của mình, nói chung cũng rất là bận rộn. Và vẫn phải có một cái cuộc sống sinh hoạt đời thường. Phải có chứ em. Cũng lo việc nhà, việc cửa. Ngoài sân khấu ra thì cuộc sống của anh Minh với chị Đào cũng giống như tất cả mọi người khác. Thay vì những người khác có nghề khác thì Quang Minh với ông Đào có một cái nghề là đi diễn. Ngoài giờ đó thì cũng sống sinh hoạt y chang như người bình thường. Cũng đi chợ, đi búa, nấu cơm. Anh đi. Hả không? Không. Đi chợ thì chị đi, chỉ có là anh lau chùi rửa. Lau chùi, giặt đồ, giặt đạc này kia, tắm rửa con cái thì là Quang Minh. Còn chị thì nấu cơm. Và có thấy là anh chị có thấy là khi mà mình chia sẻ những cái điều đó như vậy thì mình bình dân quá không ạ? Không. Cái là bình thường người ta nghĩ là nếu mà người nổi tiếng thì sẽ như thế này, như thế kia. Ồ vậy hả? Như là phải ăn mặc đẹp nè, rồi phải có người, những cái người hỗ trợ mình xung quanh. Không hả? Đến việc mình phải lo những cái việc nhỏ, những cái việc lặt vặt trong gia đình như vậy. Chị không, chị hoàn toàn chị không có cái gì là phải ngại ngùng khi chị nói những cuộc sống đời thường như vậy, bởi vì chị thích cái cuộc sống đó, chị yêu cuộc sống đó. Chị ví dụ chẳng hạn như chị cực để mà chị chăm sóc con cái hay nấu cơm để cho chồng con ăn, cái điều đó là cái điều hạnh phúc của chị, và chị khi hạnh phúc thì chị muốn khoe hạnh phúc đó ra. Rồi đối với anh thì lúc anh muốn ở trên sân khấu là một con người khác, ở dưới là một con người khác, anh muốn ở dưới sống thoải mái như mọi người. Và khi mà trở về nước trong cái lần biểu diễn đầu tiên sau mười mấy năm xa cách như vậy thì anh chị có mong muốn là các khán giả sẽ đón nhận mình, đón nhận tên tuổi của Quang Minh và Hồng Đào như là một ngôi sao lớn, như một danh hài hải ngoại hay không? Chị thì chị nghĩ là chị sinh ra và lớn lên ở đây, khán giả cho chị cái tên ở đây, ở Việt Nam này, thì chị muốn chị trở về giống như một người con đi lâu ngày và trở về vậy thôi, chứ chị cũng không thích mình mang một cái danh hài hải ngoại hay bất cứ gì. Chị muốn chị chỉ là Hồng Đào và Quang Minh vậy thôi là đủ rồi. Còn anh thì cái từ sao đối với anh quá xa lạ. Cái chữ từ sao á. Cái từ sao ra đó quá xa lạ. Anh ngại lắm. Bây giờ anh ngại lắm. Không, tại vì anh muốn nói chung là không phải muốn làm chăn, anh ngại cái từ đó lắm, anh rất là ngại. Anh chỉ muốn là cái nghề của anh là làm cho mọi người cười.